Hello, chào các bạn. Chúc các bạn ngày Chủ nhật vui vẻ nha. Bữa nay Chủ nhật á, mình đi dạo các bạn. Ở Đức thì Chủ nhật thì ngày yên tĩnh rồi, mình đi dạo. Mình chia sẻ các bạn ở cảnh cuộc sống ngày Chủ nhật ở bên nước Đức nha. Và mình đi dạo trên mấy sông Rai nè, trước mặt mình là sông Rai nè, để mình xem nè. Đó, sông Rai, nước Đức bây giờ đang là mùa thu các bạn. Nhiệt độ bữa nay khoảng 9 độ á, lạnh các bạn ơi. Đó, mà trời không có nắng đâu. Nước Đức thì coi như là mùa thu ít có nắng lắm. Và mình quay cái cảnh thiên nhiên. Rồi những cái cây lá nó màu, nó trổ màu vàng ở trên trời rồi. Tới khi mà mùa đông cuối tháng 11, tháng 12 thì nó sẽ trơ cành ra. Đó. Rồi đây mình quay qua đây cho các bạn xem đó, các Con bạn ngỗng thấy cái à? gì chứ không? Nó là con ngỗng. Cái con này là con ngỗng, con gì Ngỗng. mà đây các bạn xem nè, nó sống tự do lắm, thiên nhiên không ai quấy rầy gì nó hết trơn trời á đó. Đó các bạn thấy không? Ở bên này là nó cứ chơi thoải mái à? Mấy cái con này là ở bên Đức á, thì người ta bảo vệ động vật á, coi như là động vật thiên nhiên á các bạn, thành ra là không có ai quấy rầy nó trơn trời đó. Nó thấy không, không ai bắt nó mà không ai ấy, ấy. Đó đằng kia nó bay đi rồi, ô nó bay lên rồi, một số bay lên đó, đâu ai bắt nó đâu mà nó mập ghê đó. Lâu lâu nó sống theo cái dòng sông này nè, lâu đâu thì nó trôi, nó di chuyển tới đây. Đây có bãi Đó. cỏ đẹp rồi nó về ý, nó chơi đấy, tụ tập nhau nó chơi đấy, Thấy không? Đẹp ghê không? chơi chung với Đó. nhau ấy. Mà không ai dám bắt gì nữa trơn trời á, mình không được phép mình bắt nó đâu. Với lại mình cho nó ăn thì cũng không được phép đâu, tại vì người ta ghi những cái động vật dã ngoại á, là Hoang dã. sống hoang dã, sống thiên nhiên vậy đó, thì mình không có cho nó ăn, không đem bánh mì hoặc là đem lúa gạo cho nó ăn ở trơn trời. Nó Tại tự mà vì kiếm sống. ăn như vậy thì nó sẽ không có phù hợp tốt với cái môi trường của nó, và để tự nó ăn, nó kiếm gì nó ăn theo thiên nhiên mà. Đó. Bây giờ mình đi tới gần cho các bạn xem nhé. Đó. Đây mình zoom gần cho các bạn xem nè. Con này nó giống như con ngỗng, con gì không hiểu, con gì cái tên con gì mà chính thức của tiếng Việt Nam mình cũng không biết. Mà cái cổ cũng cao cao nè nha. Đó, nguyên cái bầy đó nè. Rồi, sống rất là tự do. Bây giờ là các bạn nghe không, chuông nhà thờ đổ là lúc này, là bây giờ là 15 giờ chiều rồi đó. À, ngày mấy tây em? Ngày 18 này, tháng 10. Đó. Mình đi gần lại đi xem nè. Bay lên rồi, bay hết trên rồi. Cảnh đẹp ghê đó các bạn, nhìn thấy không? Đây nè, cái hàng cây đó là con đường ta đi dạo, đi múc 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 xa lắm đó, tốt đằng kia luôn. An ơi, An ơi,
Còn có mấy con này giống khác là sao nè. Cái cổ nó không có đen như mấy con kia. Đó. Sơn. Em đi xuống nước hết trơn rồi em ơi. Đi vào hang cho nó bắt bắt bay. Đấy, kia dẫn con nó qua kìa. Hử? Tới chỗ đầu là nó chạy nữa, con bé không biết con nó đi rồi. Đấy, bây giờ mình đi dạo trên con đường này các bạn ơi. Cây nó hỏng hết rồi nè, chết gì nữa. Ở ngoài đường thì vắng người như ra vùng sông đây, đông người lắm. Ừ. Vắng quá, vắng dạo đấy, không khí lúc, không khí mới ấy. À, fresh lúc. Ủa, cây gì nó có tơ hồng nữa không? Này. Ừ. Cái cây hồng. À hả? Màu à. Nó có cái râu râu. Ừ, râu đẹp. À, có dây leo. Giống dây leo mà ừ, cái lá này giống lá hàng hàn ha. Cái này là cái Brennensalissa. Nhưng mà trong nó trẻ này em. Động tay mà nó ngứa thấy lắm. Đâu không thấy ngứa, chả thấy ngứa. Ô, ngứa thiệt không mà như còn non mà. Cái này làm trà mà sao. Ờ, cây này làm trà ngon lắm á. Ngon lắm, nó nóng lắm. Cái này mà để người ta chữa bệnh thấp á. Đúng rồi. Đó, các bạn thấy không, cảnh sông nước nè. Rồi cái xa xa mình có con tàu nó chạy nè, tàu vận chuyển ở đây mình zoom gần cho các bạn xem nha, con tàu nha. Đó, một con tàu vận chuyển đó, đây là nó vận chuyển than các bạn hoặc là khí đốt kia từ ở trên cảng của Hamburg có vận chuyển suốt về phía xuống tuốt phía nam. Đằng kia xa xa mình còn một chiếc tàu nữa kìa. Vùng này là cái gì tiện cả. Nào là đường thủy này, đường xe lửa này, đường đó. Bộ này. Nó có ba cái hướng để vận chuyển rất là tốt. Mà để gần đó. Sân bay nữa. Bên này trời không có nắng nha các bạn nha. Bên kia là nhà vòm kìa, anh quay cho mọi người biết cái nhà vòm là ở đấy. Đâu? Đấy bên kia là bốn cái nhà vòm. À đúng rồi, xa lắm á. Con chim bay khỏe đây, cánh chim khỏe đây. Đi thẳng thế kia. À, ông già ông đây này. Cái ông già đấy không? Thẳng thế này. Ông già đâu rồi? Mấy yêu của ông đâu? Thế anh ta? Ta? Chô. Ủa, ít yêu phao. Ít yêu phao. Vô. Ít lắc mừng xài. Hả? Ít lắc mừng xài. Này. Ủa, ít yêu phao. Hỏi cho nít. Oben am Kaffee trinken. Ah, ah. Sie sind nicht Kaffee trinken? Doch, aber ich muss einen rauchen. Ah, okay, ah. Ja. Danke, ich will. Ja, danke. Yeah. Schönen Tag noch, ja? Ja. Yeah. Tschüss. Nó rất rảnh rạt nhé. Vợ tôi uống cà phê ở bên trên này, còn tôi xuống nước hút cả. Hút thuốc, tí tôi lại quay trở lại. Đây này, người Đức chứ người ta ân tình, người ta chẳng. Cha mẹ người ta đi chơi rồi đó. Ở đây người Đức cuối tuần họ đi những người cũng lớn tuổi rồi nên người quay cái cảnh sông Rai này. Đẹp quá mà ha. Cảnh này đẹp ghê không? Nhìn ra. Đó có sông nước, có núi non này kia phải không? Đẹp ghê không? Cái tàu bè chạy ở dưới trong nó êm dễ sợ luôn. Và ở đây những người mà lớn tuổi á, người Đức á các bạn, họ đi dạo dữ lắm á. Có những người họ 70 mấy, 80 tuổi, tám mấy tuổi luôn á. Họ đi dạo. Chồng cái thằng cổ gì kìa. Hôm nay trời đấy. Hello. Đi dạo hả? Đi dạo chơi. Ờ. Đi vui dữ nha. Phải đi chơi chứ. Hello. Đi dạo em ơi. Đó, thành ra là những người họ lớn tuổi á, họ đi dạo á, họ đi một mình ha, chứ không cần ai giúp đỡ hết trơn á.
Đức nó tên là kinh lắm. Và bên Đức này các người dân Đức từ lúc mà nhỏ, lúc mà vào trường thì họ đã dạy cho con người ta cái tính tự lập rồi trong cuộc sống á. Kia hai con Hàn Quốc. Đúng rồi, hai đứa con á. Đi thẳng qua bên cái hồ bơi. Đây. Cái bãi này là bãi đậu xe. Và ngày lễ hoặc là ngày cuối tuần đó, thì người dân họ tới đây, họ đậu xe ở đây xong rồi họ sẽ đi dạo. Họ đi dạo dài lắm, còn đi 5-7 cây số. Người thì đặt xe đạp, người thì đi dạo. Đó, các bạn xem nè. Cái bãi đậu xe này là rộng lắm á. Đây mình xây quay cho các bạn xem cái cảnh. Cái có ngôi nhà ở bên Đức á, thì một cái thành phố nhỏ á, thì lúc nào cũng có hai cái nhà thờ ở trên trời á. Đó, các bạn thấy trước mặt mình cái nhà thờ á. Đó. Đó, bãi đậu xe hết trơn đây nè. Những con ngỗng, con vịt nó cũng đậu đằng kia. Mấy con làm như là những con nhỏ ấy, nó chơi riêng à. Anh, cái cây này Việt Nam kêu bằng cây liễu, liễu, cây liễu là có lá nó rủ xuống dưới này nè. Từ Đức nó gọi cây này cây rau rịch, là cây bồn nạ. Kiểu cây nó vậy mà. Mình thì khen là cây liễu rủ ven bờ là thướt tha, nhưng mà nó là người Đức thì nó gọi là cây rau rịch, là cây bồn bã, ủ rũ á. Hôm nay các bạn xem trên TV rồi, hoặc là báo chí cũng nói bên Âu Châu này là dịch bệnh bùng phát các bạn. Thì ở Đức này thì tin từ chính phủ cũng nói là bùng phát 7-8 ngàn người bị lây nhiễm mỗi một ngày. Nhưng mà hôm qua thì mình đi siêu thị, mình mua bán, mình thấy cũng cuộc sống cũng bình thường. Cũng chả có gì hết trơn trời các bạn. Mà các người đi... Hello! Cái người đi mua bán thì họ cũng nhiều lắm. Chưa đâu có ai mà giãn cách cái khí gì đâu. Mình chắc nhiều khi ở các thành phố mà lớn giống như ở Berlin hoặc là những thành phố mà đông dân thì nó nhiều, chứ còn ở đây mình chả thấy, mình cũng chả thấy. Nhiều khi là cái vấn đề tin tức mà nước Đức đưa tin cũng vấn đề mà có thể là vấn đề chính trị, thời sự hoặc chính trị gì đó trong vấn đề dịch bệnh này chứ. Chứ mình thấy hãng mình cũng đi làm bình thường, rồi cũng phải mang khẩu trang suốt ngày, rồi trước khi vào hãng thì cũng có người kiểm tra nhiệt độ đồ này kia, rồi cũng có nhân viên bảo vệ họ nhắc nhở mình khi mà mình ra căng tin mình ăn uống gì giải lao, mình phải sắp hàng, mình mua đồ thì mình vẫn phải đeo khẩu trang vào, và khi nào ăn thì mới được cởi ra. Thì mình thấy cái đó cũng nó diễn biến cũng lâu lắm rồi. Giờ chứ đâu có phải là chết. Đâu phải là có gì mà mới hơn nữa đâu. Nhưng mà các cái ngành mà người ta lo sợ những dịch bệnh này á, thì ba cái ngành mà nó sẽ là sập tiệm là cái ngành giải trí nè, du lịch nè, với lại hotel, với lại nhà hàng. Là những cái ngành đó là làm cho người ta sợ này kia, tâm lý sợ hãi này kia, rồi ít cái người tới tụ tập đông người này kia, rồi đó, những cái ngành đó là nó sẽ sập tiệm trong tương lai đó. Rồi đi qua đây này, đây này có cái cây. Sao nhìn này, cái này có cái công viên. Cái văn nút thì mà các loại không ạ. Không ăn được đây, còn nó hèn chả con nhặt hết rồi. Cái công viên cho người ta đi dạo. Có những băng ghế như vậy nè các bạn thấy không? Có băng ghế, rồi có thùng rác, rồi có những cái chỗ mà để có túi rác để cho người ta dẫn chó đi đi ỉa đái ấy, rồi cái để nếu mà con chó nó ỉa thì người ta lấy cái bao người ta hút phân rồi bỏ vô thùng rác. Đấy. Đi vào trong. Đấy, các bà già này, đi chơi. Hay chứ. Già dẫn nhau đi cùng hội bạn đấy.
đó, mấy người lớn tuổi rồi họ đi dạo nhiều lắm. Ở ngày chủ nhật là họ đi dạo dữ lắm. Còn nó chỉnh tề nhá, làm được đàng hoàng. Mấy bà đi với nhau á, lùa đâu. Cái hàng cây kia dạo trần chỉ tới đó. Đó, trước mặt mình các bạn thấy không? Có những cái bàn ghế cho người ta đi dạo, người ta ngồi nghỉ ngơi. Còn bên này mình ở đó là ở trên là cái hồ bơi đó các bạn. Hồ bơi này là hồ bơi dạng mà đặc biệt á, có nước nó bơm từ dưới lòng đất khoảng 300 mét ở dưới đó. Cái nước toàn là khoáng chất á. Nó nóng á, nước nóng tự nhiên á. Mà nó mặn mặn giống như nước biển vậy đó, chứ không phải nước thường đâu. Thật ra tắm cái nước này nó có nhiều khoáng chất, nó tốt cho cơ thể. Đau nhức xương cốt này kia rồi, rồi những cái bệnh gì khớp khủng này kia rồi bệnh ngoài da là nó sẽ hết. Đó. Nhiều thường nó mấy chục ngày đó. Một nếu mà các bạn vào tắm á, tắm bơi với lại tắm sauna, tắm hơi á là một ngày nguyên một ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối á, là khoảng 32 euro á. Đắt á chứ không phải rẻ đâu. Đó các bạn thấy không? Mùa nước Đức đang mùa thu. Cây lá vàng hực hết trơn trời nè. Đó. Đây ô tô biển số từ khắp nơi tới này đây này. Đúng rồi. Đây nè cái chỗ đậu xe cho các khách tới với ta bơi lội với tắm sauna. Mà đặc biệt tắm sauna bên Đức là ở truồng hết trơn á trời, nam nữ gì ở truồng hết đó các bạn nha. Đây là mình quay cái cảnh rồi đó. Nước Đức mùa thu nè. Đấy. Cây lá vàng ở trên trời nè. Đó. Gió hơi sạc sạc ha. Ừ. Mùa thu có gió nè, có mưa nè, có giông nè. Đấy. Đó, mùa thu nước Đức á là tất cả cái lá này tương lai nó sẽ rụng xuống hết, nó vàng xong nó rụng, gió thổi nó rụng xuống hết và nó trơ cành ra. Đến cho mùa đông luôn, giống như nó ngủ mùa đông vậy đó. Xong mùa xuân bắt đầu nó đâm chồi, mọc ra những cái mầm mới. Đó. Các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy không? Mùa thu nè. Cây lá vàng ở trên trời nè. Đi không ơi? À, mình đi lại kia lượm cái cây castanh nhìn đó. À đúng rồi, đi lại kia xem đi coi cái cây mà bữa em nói là cây gì. Cây cojibien. Cojibien hả? Nhà mình gọi là cây kỳ tử đấy. Chắc hết rồi. Người ta hái hết rồi. Đây, các bạn thấy không? Đó là mùa thu. Phong cảnh mùa thu đó. Đi qua xe nó ra. Xe cổng này nó ra. Bây giờ nó đi cổng nữa, cổng đó nó ra. Đây vô đây đi. Đây mình chỉ cho các bạn xem cây này kêu bằng cây tiếng Đức kêu bằng cây castanh nhìn. Đó. Nó có cái ở trên cây đó các bạn thấy đây nè. Cái vỏ nó có cái gai giống như cái trái chôm chôm ở nhà mình á. Rồi ở trong á nó sẽ nứt ra, tới mùa nó nứt ra nó có cái hạt. Đây
Năm nay hạt bé tí này. Cẩn thận đâm đây nè. Đây các bạn thấy nè. Ở ngoài nó cái vỏ gai đâm đau tai nha, rồi trong nó có cái hạt. Em lượm cái hạt đây cho các bạn xem. Đây nè. Đó, ở trong nó sẽ có cái hạt như vậy nè. Đó, em mình tách ra đi. Ơi, ao à. Nó đau ha, đâm vô tai đau lắm. Cái này tự động nó tách ra chứ mình đâu tách được. Đó, các bạn thấy không cái hạt nè. Ôi, đau lắm. Nhưng mà năm nay hạt này bị lép đó các bạn không? Chân này, dậm chân. Nay nó khí hậu nó không. Đây được mấy. Năm nay nó bị lép. Bị lép á. Hạt nhỏ vứt đi. Đây còn mấy hạt đấy. Đấy, còn hạt to. Rồi cái hạt này nè, các mình đem về phải không? Mình bỏ vô nồi. Nó nướng. Mình không quá, mình luộc lên, bỏ cho chút xíu muối vô. Mình luộc cho nó mềm lên, cái mình tách cái vỏ nó ăn ngon lắm, bùi lắm, ở trong nó bùi lắm. Giống như ăn cái trái kêu bằng gì, ở trong ở Việt Nam mình có trái như là trái ấu á. Trái ấu ở dưới miền Tây, mà miền vùng An Giang, Châu Đốc á, nó có trái ấu, nó cái dạng nó ngon ngon vậy đó. Nè các bạn thấy không? Đó. Thì đây chính nó là cái cây này nè. Đó các bạn thấy không? Trái nó trên nè. Thì cái mùa khoảng giữa tháng 10 hoặc là cuối tháng 10 là nó rụng xuống, nó nứt cái vỏ ra. Thì nó sẽ có những cái trái như vậy. Đó. Đây nè, năm nay tại vì cái thời tiết năm nay là hồi lúc mà tháng 3, tháng 4 nó nắng hạn quá đi. Thành ra là năm nay là nó sẽ không có cho cái hạt nó bị lép nhiều hơn là nó không có cơm nhiều. Em có lựa một ít về tối luộc không em? Hạt bị lép nhiều hả em hả? Ăn cái hạt này chừng nay bị khổ đấy. Nhưng mà ăn nó bùi bùi ngon lắm. Đúng rồi, phải xẻ nó ra. Nè, được một số nè. Xẻ nó ra xong nướng nó mới bung ra. Ừ. Xong xẻ nó ra. Nướng nó bung cho mà ăn ngay á. Ở đây chắc trước đây người ta cũng lượm nhiều rồi. Cái gì của thiên nhiên nên cũng khó ăn lắm đó. Nó hay lắm, cũng chạm tay vào không là đau lắm. Cái này cũng người ta lượm nhiều rồi. Có đâu mà lượm. Không, có thôi, mấy hạt mà có nó có cái cơm trong to to người ta lượm hết rồi. Đi em ơi. Đây cái cây đó vậy các bạn nha. Đó, cây đó đó. Mình zoom gần cho các bạn thấy cái trái ở trên cái cây này đó, nó vậy nè. À, nó vậy nha. Xong rồi tới mùa nó sẽ rụng xuống, nó tách cái hạt ra, trong có cái hạt là đem về luộc ăn. Rất là ngon, bùi lắm. Tiếng Đức kêu là hạt Kastanien, tiếng Việt Nam mình không biết là kêu là gì. Quả ấu nó bùi bùi nhưng nó hơi ướt, còn quả này nó khô hơn. Ăn nó cũng ngon lắm. Đây, cái kia. Còn cái này cái gì em? Cái này có cái trái mà nó đâu ăn được đâu. Cái gì? Đây là chữ này, này, cái gì này? Cái này là cây... Lát tan à. Cái gì? Đằng kia một đám người cũng già tới chơi nhau. Bốn người ở xa xa. Đi kinh lắm. Ở bên kia trước mặt mình là có một cái nhà thờ Tin Lành đó các bạn. Đằng kia là Thiên Chúa, ở đây Tin Lành đó. Có nhọn nhọn, chớp nhọn nhọn lên đó là cái nhà thờ Tin Lành. Ở bên Đức thì một thành phố nào cũng phải có 2 đến 3 cái nhà thờ cần thêm ha. Tất cả luôn, bất kể đi tới đâu. Phải cần phải có một nhà thờ đạo Thiên Chúa giáo, một đạo nhà thờ đạo Thiên Chúa. Ừ, tại vì nước Đức đạo Thiên Chúa giáo là đứng đầu nước Đức mà. Mà người ta là quốc giáo á. Người ta tính theo dân số, bao nhiêu người thì thành lập một cái. Còn là từ cái thời đệ nhị thế chiến có những cái thành ra nó bé tí à. Nhưng mà ngày bây giờ ta không bỏ đâu. Hôm nay anh có muốn quay cảnh đấy, em dẫn anh đến quay những cảnh Nhật. Các bạn mà trẻ mà tới nước Đức làm á, là ở trong cái bảng lương mà các bạn nhận hàng tháng á, thì người ta có hỏi là lúc mà mình xin việc á, mình hỏi là mình có tôn giáo nào, đạo Thiên Chúa hay là không có đạo. À, nếu mà ai mà theo đạo Thiên Chúa thì
nó trích trong cái phần lương là 2% trong phần lương của mình để nộp vào cái cho cái bên đạo Thiên Chúa, còn mình không có thôi khỏi phải đóng. Cái miếng đất này vẫn chưa xây dựng ha. Cái nhà kia chắc ở còn tốt, nhưng mà cái chắc chủ nhân người ta cũng chả cần. Nhân nó đi xa rồi, nó đi không. Có cái nhà trước mặt mình là cái nhà chắc bây giờ các thành phố nó quản lý. Cái nhà giống như là người ta bán lại hoặc là sao đó. Có thể là người ta bán hoặc là người ta qua đời rồi đó. Thì cái khu đất này cũng rộng lắm á. Chắc sau này thành phố nó xây dựng cái gì đây. Còn ở bên tay phải của mình nè, ở trong khu vực này nè. Đây, tới đây các bạn thấy nè, là khu vực camping á, những cái xe mà nó cắm trại á, trong khu vực này là họ tới đây họ cắm trại cặp theo bờ sông Rai á, vào mùa hè khoảng tháng 4 cho đến cuối tháng 10 đó. Ở đây sau này nó sẽ làm cái cổng ra vào đây nè, cổng ô tô, đường ô tô có cổng chứ. Ừ, cái cổng này nào chắc sau này nó làm cái cổng xe có thể ra vào đây. Hả? Không phải, cái này cái khác. Cái khác. À, và già tôi chơi này. Và già phải đi lại chơi này. Và già em quay ăn ở trong chỗ mà cái lớp đàn ca hay gì. Ừ. Khai báo gì? Không biết. Đúng rồi. Hello. Good. Good. Yeah. Good. Good. Yeah. We see then. Yeah. Yeah. Music. Yeah. Is in Ghana me phải anh nè. Này này này. Văn văn số một sai phi lại cô Mỹ. Yeah. I'm winter. Bay un in văn ra ra is in Suvai. Yeah. Und ist dann jetzt abends so yeah. Dunkel, ne? Abends so dunkel. Aber ich liebe wann hell. Und hell. Ja. 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 Da wollen wir auch hoffen, dass wir wieder die Stadt ja auch mit dem. Ở xã mình cũng gặp một cái người cũng quen thôi. Ở cái làng này thì người ta cũng đi dạo đó, người ta cái chân yếu được ngồi trong cái xe này chạy bằng điện. Nó không đi dạo. À. Hả? À cái cây nhưng mà cái cây này nó không ra giống như Blumenkohl á. Blumenkohl nó cái gì mà nó có cái cảnh nhỏ. Đúng không? Đúng cái cây Rosenkohl hả? À, anh ấy cái xanh kia nó ăn đấy. Ở đây có trồng hai cái chuối nè. Nó trồng được hai bụi chuối ngay nhỉ? Ừ. Nhé nó phải cắt đi xong nó ủ lên đấy, nó ủ cây lên. Ủ hương đấy. Đây cây Cozia bên này. Đâu? Đây hả? Ừ. Nó vẫn còn trái ha. Sao người ta không hái nữa, ta phơi vậy á. Không hái thì còn không hái thì chối còn. À cây này trái đỏ nè. Hơi đỏ cây Cozy Bear bên hả? Hay là gọi là cây kỳ tử nha. Kỳ tử à? Để người ta ngâm rượu thuốc đấy. Ờ à, đúng rồi. Rồi. Thôi, mình quay lại đi. Đây các bạn ơi, thôi tới đây mình xin kết thúc cái video đây nha. Đi em. Đi. À, xin chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và xin hẹn gặp lại các bạn cái video lần sau. Bye bye.